Ok, chào mọi người. Clip lần này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để kết bạn với danh sách những người like, comment hoặc là share cho mình vào một cái bài post bất kỳ. Tức là những cái đối tượng mà thích hoặc là bình luận hay là chia sẻ trên một bài post. Thì nó sẽ bao gồm 4 bước sau đây. Bước đầu tiên thì mọi người cũng bật phần mềm và sử dụng tài khoản. Cần kết bạn như thường lệ. Em sử dụng cái tài khoản này. Sau đó bước thứ hai là mọi người lấy cái ID của cái bài post. Cần lấy danh sách. Ok, bây giờ em sẽ lấy cái bài bot của thầy Vũ Lan đây. Ok, trên cái bài bot này sẽ có cái lượng người thích này, lượng bình luận và lượng chia sẻ này. Mọi người cũng có thể thấy ở đây, đây là những cái đối tượng bình luận, đây là những đối tượng thích và đây là lượng chia sẻ. Đấy, thì em sẽ lấy cái ID bài bot này, thì cũng sẽ có hai cách. Cái thứ nhất là mọi người click vào thời gian nó sẽ hiện lên cái ID bot này. Đấy. Còn nếu mà một số anh chị nào không lấy được thì có thể truy cập vào id.atvsoftware.com.vn, thì chỉ cần copy cái đường link này vào đây thì hệ thống nó sẽ tự động chuyển đổi sang cái ID, thì nó sẽ chính xác 100%. Ok, xong bước 2 tức là lấy ID này, mình sẽ tiến hành bước 3 tức là copy ID và phát vào cái mục lấy danh sách like, comment hoặc là share thì ở trong phần mềm này. Ok, đây là giao diện chính của phần mềm. Ở mục tìm kiếm này, sau khi đã copy cái ID bot thì mình lấy danh sách like bài viết này. Ok, mình phát cái ID của bài viết vào, sau đó mình quét. Đây là những đối tượng thích cái bài viết đó, thì ở ô trạng thái này sẽ hiển thị này. Mình có thể tìm kiếm thêm, kèm thêm là danh sách comment tương tự. Đây là những đối tượng comment bài viết và tiếp theo là những đối tượng share bài viết. Ok, thì trong này sẽ tổng hợp là ba đối tượng tức là like, comment hoặc là và share bài viết, thì nó sẽ bị trùng, thì mọi người có thể lọc trùng trực tiếp vào đây luôn. Sau khi lọc trùng nó sẽ còn 136 người này đó, thì thao tác còn lại là chỉ có việc bấm kết bạn và chờ phần mềm chạy là xong. Ok, mọi người chờ xíu để xem nó kết bạn có được không nhé. Ok, kết bạn thành công này. Đấy, thì mọi người sẽ chờ phần mềm nó chạy xong là ok. Ok, như vậy là mình đã xong bước 4 bước để hoàn thành kết bạn với danh sách những người like, comment hoặc share một bài viết bất kỳ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.